Alo. Alo, chúng ta trở lại trận thi đấu này. Vừa có tên vừa xảy ra một chút kỹ thuật. Vừa bài vừa trở lại bên mình có Mark và Sen. Vừa rất nhiều Sen được nhảy trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Vừa màn máy các bạn theo dõi máy Mark C trong tay của Hoàng Anh Nhi. Vừa rồi là nhà Hitty à. Không nhờ Max C đối đầu với Babylon. Babylon một bài trên góc 12 giờ. Vâng, đang chuẩn bị cơ cấu nhà mình. Vâng, dường như mặt này đã kín rồi. Xem máy có tí đi. Vâng, bài tí đánh cung. Vâng, bài đánh cung một thế nhà không được đẹp dành cho tí khi mà mặt bên này có chỉ có một cánh rừng. Vâng, bài sang bên mình cũng không đẹp. Vâng, xem máy hòa mai nhỉ. Bởi Hoàng Mai Nhi đang bị màu 3 đi vào mặt trước nhà BE. Màu 3 là Persian. Vâng, trận này thời điểm đầu không thể theo dõi được trận đấu. Không biết là Persian có đột biến không. Nhưng mà mình có một y thủ. Vâng, những chiếc BE rất chẳng chịt được vẩy qua đây. Vâng, nhà mình bị lọt nhà. Vâng, cần phải chủ động bò lại. Vâng, rất may. Vâng, vẫn là giữ được khoanh cái bãi gỗ này. Vâng, dân Per, dân Mark C. Vâng, nhà ngược lại mình cũng chăn được khá vài dân. Vài dân ăn hoa của Persian. Người cầm MOBA xem tí nào. Tí tham lai 37 đang đẩy nhà MOBA. MOBA với trận này đội bạn nhà rất gần nhau. MOBA thế nhà rất vớ vẩn, đi ăn hoang. MOBA vừa mất bãi vàng. Và đây là bãi gỗ chuẩn bị cũng chuẩn bị tháo cống chạy rồi. Không kịp tháo cống thì sẽ nằm. MOBA đọc bài thế nhà và những con nông dân đi ăn hoang. Vừa rồi thì Max C đã chăn được một đạo dân ăn hoang của MOBA. Khoảng 3-4 con gì đấy cũng không để ý, không nhớ. Vâng, Babylon. Vâng, Hoàng Mai Nhi tham lai 19 nhưng mà tụ cho mình được khoảng 4 con y. Vâng, đang rúi lên nhà của Babylon. Vâng, bà rúi lên nhà Babylon. Vâng, xem y nào. Vâng, những con y là chiêng 2. Vâng, chưa có chiêng bạn. Vâng, xem tí. Vâng, một bà có một tên lạc đà đang ốp tại nhà A tí nhưng mà mình có cung R về thủ. Tỷ số 2-1 cho game thủ Hà Nam.